Xin chào anh em nhá. Hôm nay sẽ dẫn anh em đi triển khai một thuê bao mà nó thuê bao này thì phải chui vào gầm cầu anh em ạ. Chui vào gầm cầu của đường Hồ Chí Minh anh em ạ. Hôm nay sẽ đi cái đường này. Đợt trước là cái bên này là nó không có cột anh em ạ. Đây là cột bên VNPT vừa mới triển khai xong. Chắc mình vẫn đi qua được mà. Lúc nãy đi chéo qua cột bên này nhưng mà cái cột bên này mình nghi là người ta sẽ xây nhà cho nên là mình không đi cái đường này mà mình đi cái đi thẳng ra đây. Thuê bao này thì cách cái nhà cái cột của bên Viettel là khoảng một khoảng này, hai khoảng, ba khoảng, hơn 100 mét anh ạ. Đợt trước là cái đường dây là kéo theo từ cái cột bên này đi lên cái ngọn đồi này xong mới xuống nhà khách hàng. Nhưng tuy nhiên là cái xuống đi cái đường đấy là rất hay bị sự cố. Thứ nhất là dân chặt tre này, cái thứ hai là băng đường Hồ Chí Minh này rất nhiều xe to. Bây giờ phải nhảy qua cái chỗ mương này. Một tin rất là vui cho anh em là đợt này thì Viettel lại triển khai cái Wi-Fi công ích. Tức là nếu mà anh em nào mà có cái anh em nào mà thuộc về hộ gia đình chính sách như kiểu là hộ nghèo này, cận nghèo thì anh em đăng ký. Đăng ký để lắp đặt. Cái này hoàn toàn miễn phí anh em nhé. Mình không phải mất tiền cước hay là cái gì cả. Kéo ngược đồi như này nữa rất mệt. Chỗ này là không có đường lên nữa cơ. Căng phết nhỉ. Nói chung là triển khai ở miền núi hoặc nông thôn thì anh em phải đi qua đồng ruộng hoặc là đi qua cây cối thì nó chuyện bình thường anh em ạ. Này chả có gọi là không có vấn đề gì cả. Công việc thì nó là rất là thường xuyên rồi. Cho nên là leo trèo đi qua mấy cái điểm như này thì nó bình thường. Điểm này còn gọi là dễ kéo chứ. Toang rồi. Không thấy cái đầu dây đâu rồi. Ở chỗ này mà người ta cũng trồng cỏ sữa làm gì.
cày thế. Cào lắm chứ. Đây anh em, đầu dây nó mãi dưới này. Thuê bao này thì kinh doanh đấu cái tủ. Cái tủ mãi ở góc bên kia cơ. Nhưng mà cái tủ đấy nó xa anh em ạ. Mình không triển khai. Tủ đấy xa lắm, nên là đi lại nó nhiều cây cối. Cho nên mình triển khai tủ này bắt buộc phải đi đưa hướng này. Ui giời. Đi hướng này cũng căng phết đấy. Đi qua cái chỗ này thì tí nữa mình sẽ chọc lên anh em ạ. Ôi giời ơi. Khoai nhỉ. Tí ở đây làm sao mà trèo lên được. Ở đây thì cũng có rất nhiều những cái thuê bao mà nó băng đường như này, đi qua cái cầu như này anh em ạ. Đây không phải là trường hợp một nhà đầu tiên, cũng lắp mấy nhà đi băng qua đường. Ở đây phải gì có chân trèo, mà trèo thì nó ngon hơn anh ạ. Nhà khách hàng ở trên này nhá. Tí mình sẽ đi chéo sang bên góc này.
Có cái đợt trước review cho anh em về cái triển khai bên bên Lạc Thủy ấy, anh em, huyện khác ấy. Xong anh em bên đấy nó nói trong trận. Đây, mình triển khai qua cái qua gầm cầu. Nặng phết. Đi qua gầm cầu này thì nó an toàn hơn nhiều so với cái việc anh em băng đường Hồ Chí Minh anh em nhé. Anh em băng đường Hồ Chí Minh thì cột nó phải tốt. Thế nếu mà anh em băng đường Hồ Chí Minh mà cột mà cột không đảm bảo thì nó rất rất dễ để gặp sự cố. Lúc nãy biết thế đi từ cột này băng sang cột bên này. Nhưng mà cái khoảng này nó xa, băng đường Hồ Chí Minh nguy hiểm.
Đợt trước là phải kéo lên cái ngọn núi như này. Trái tim vẫn âm thầm. Vâng. Vào gọi làm gì? Đi dưới này thôi. Đi bên này. Đi bên kia hay đứt lắm. Bây giờ bọn em đang phải chuyển mấy nhà này này. Đây đi bên này này. Đi cột đúng không? Nào cái em nằm buộc lại bên mà. Đi khả năng bên đi ở tại đó chờ. Ờ đi khả năng tiền ạ. Đây nhìn ra lắm. Ai chờ. Ờ chạm cái cờ kèo lên đi. Kéo hô, đi lên cái đơn hưng phèo bồ ớ ăn chua. Nghe chỉ á mang đếch mái à. Đi vào hôn cụ ngay cho nó. Đi đưa máy đỉnh đó. Đưa nhà đỉnh nó nhét lên. Mày hào đánh nó đó. Hay lắp wifi lên như chứ. Đi qua cũng là lên tiếng nhỉ. Ăn bơ cơ bơ xong rồi. Ngọt tính hình nhỉ. Nó mày có điện à? Hả? Có điện này. Nào. Có nghĩa là yếu là bắt cho leo lên hồn à. Đi qua lên ấy, lại đi. Ừ. Đánh đi. Dạ. Ăn đấy. Cầm mát đấy. Đi lên cái hưng lên một toán chặt phèo mà không đó. Thank you.
Có mình. Quá chua. Đây em thấy cái dây này không? Dây này nó bị... Dây này là nó bị trùng xuống ở đây này. Bởi vì đi ở trên đồi. Bởi vì đi ở trên núi ấy, dây leo nó bám vào xong rồi nó càng lúc nó càng trùng xuống. Nó bị trùng xuống cho nên là nó càng trùng thì ô tô nó vượt phải là đứt. Mình sẽ gá lên cái thành của cái gá lên cái thành của anh này, của cầu này. Ái chà, căng quá nhỉ. Thank you.
Đợt trước mình phải kéo lên trên ngọn đồi đây. Anh em thấy cái rừng chè trên kia. Đợt này may có cột của VNPT ở đây. Mình đi sang hướng bên này. Đây anh em nhé, ở đây em sẽ để dự phòng khoảng độ tầm mấy mét ở góc này. Để trường hợp mà có bị đứt dây thì mình sẽ có đủ dây để có thể nối lại. Hai cái nhà bên kia là hay bị đứt thường xuyên anh em. Kinh doanh thì nó cứ đấu lên thôi. Mình có triển khai hay không thì do mình. Đợt tiếp để mà nâng cấp hộp thì mình sẽ đặt một cái hộp ở ngay tủ bên kia, ngay cột bên đấy, để giảm thiểu cái sự cố ở khu này. Đang có dự án triển khai rồi nhé ạ.
Ai chà. Nó qua chỗ kia không qua được. Nãy quên kéo góc bên kia. Ok, quá ngon rồi nhá. Cái thật kéo nặng quá.